Những ngày này, bạn Nguyễn Thành Diệu, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội, vẫn tất bật với lịch học ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024. Chỉ còn một vài ngày nữa, kỳ thi sẽ chính thức diễn ra, khiến Diệu không khỏi lo lắng. Mặc dù tiếng Anh là môn thi Diệu tự tin nhất, nhưng vẫn có những phần kiến thức cảm thấy không chắc chắn như từ vựng. Diệu cũng như nhiều học sinh khác, hy vọng đạt điểm cao môn thi vốn được coi là môn gỡ điểm này. Em khá là yếu từ vựng. Em thấy là phần trăm mà, tức là cái điểm tiếng Anh của em nếu xét về mức ngữ pháp thì hầu như là sẽ không sai, nhưng mà xét đến điểm từ vựng thì hầu như là sai hết. Thành ra là nó lại thành cái kiểu ví dụ mà một đề thì em sẽ làm thử 8 cộng nhưng mà xài lại sai hầu hết ở từ vựng, nó cũng khá là khó. Đối với môn tiếng Anh thì em không cảm thấy là quá là áp lực, tuy nhiên thì em vẫn phải ôn kỹ, đặc biệt là mở rộng cái vốn từ vựng của bản thân mình, bởi vì em hay bị sai những cái câu ví dụ như là đồng nghĩa và trái nghĩa, thế nên là mình phải có cái vốn từ vựng nhiều thì mình mới làm được những cái câu như vậy ạ. Theo đề tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cấu trúc của đề thi năm nay vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi nhiều so với các năm trước. Phần lớn các câu hỏi tập trung ở mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh có thể dễ dàng đạt được mức điểm từ 5 đến 7 điểm. Tuy nhiên, để đạt được điểm cao từ 9 điểm trở lên, học sinh cần phải có vốn từ vựng tốt, thông hiểu cấu trúc ngữ pháp và thành thạo các kỹ năng làm bài. Cái đề thi 50 câu và nó có thể dàn trải ra rất nhiều những cái kiến thức. Các bạn cũng vẫn phải ôn lại tất cả các cái đơn vị kiến thức, đặc biệt là bám sát các cái đơn vị kiến thức đã được giới thiệu ở trong cái đề tham khảo của bộ. Và đồng thời thì các bạn sẽ cố gắng tập trung là mở rộng thêm cái phần từ vựng, những cái câu khó, bởi vì cái điểm 9-10 nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phần từ vựng khó này, rồi phần kỹ năng bài đọc. Trong bài đọc dài thì bao giờ nó sẽ khó hơn, và nó có một cái số câu liên quan đến câu hỏi suy luận này, hay là những cái câu liên quan về ý chính, thì đấy là những cái mà các bạn phải rất là cẩn thận, có cái chiến lược làm bài, đặc biệt là bài đọc, có cái chiến lược làm bài sao cho nó hợp lý. Chiều 28 tháng 6, hơn 1 triệu sĩ tử sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian là 60 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024.